Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cách ly tập trung, xét nghiệm cá nhân và người nhà tất cả trường hợp từng tới Hải Dương từ ngày 3 tháng 2 tới nay. Ngày 18 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC đã cập nhật về phương án giám sát y tế, cách ly người tới sau Tết Tân Sửu. Theo đó, đối với tỉnh Hải Dương, HCDC yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly tập trung, xét nghiệm COVID-19 đối với cá nhân và người nhà những trường hợp từng đến huyện Cẩm Giàng từ ngày 3 tháng 2 tới nay. Những người từng đến huyện Cẩm Giàng từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 được áp dụng biện pháp tự theo dõi sức khỏe, xét nghiệm COVID-19 với cá nhân và người nhà khi khai báo y tế. HCDC yêu cầu cách ly tập trung và xét nghiệm cá nhân, người nhà tất cả trường hợp tới từ các huyện khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ ngày 3 tháng 2 đến nay. Đối với tỉnh Quảng Ninh, HCDC đề nghị người tới khu vực tổ 1, khu phố 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long và xã Thủy An, An Sinh, Bình Dương, Nguyễn Huệ từ ngày 3 tháng 2 tới nay phải thực hiện cách ly tập trung. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu áp dụng cách ly tập trung với tất cả người dân từng tới huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên từ ngày 10 tháng 2 tới nay. Từ ngày 11 tháng 2, HCDC đã thực hiện đợt cao điểm xét nghiệm tầm soát COVID-19 trong cộng đồng. Thành phố đã thực hiện lấy tổng cộng 7.616 mẫu từ các nhà trọ, nơi lưu trú công nhân, bến xe, chợ. Tất cả mẫu thử đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Từ đợt bùng phát dịch tại Hải Dương từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 14 tháng 2, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tổng cộng 36 ca mắc COVID-19. Trong đó, 35 trường hợp là nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất và người tiếp xúc gần. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.